Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một số loại trái cây có chứa các hợp chất tăng cường sức khỏe. Nó hỗ trợ điều trị hiệu quả cho những người đã và sau khi mắc bệnh ung thư. Và dưới đây sẽ là những loại trái cây hỗ trợ điều trị hiệu quả. Những loại quả hỗ trợ điều trị ung thư. 1. Quả sung. Quả sung chứa các thành phần chống lại sự phát triển của các khối u, có thể ức chế sự tổng hợp protein trong tế bào ung thư. Theo thống kê của Hiệp hội Phòng chống ung thư Trung Quốc, dựa trên số liệu cung cấp của 6 bệnh viện ung biếu với hơn 1.300 bệnh nhân, kết quả khảo sát cho thấy rằng quả sung có tác dụng làm giảm sự phát triển của các khối u trong bệnh ung thư cổ trướng, biểu mô, ung thư gan hay ung thư phổi. Loại trái cây dân dã này có thể được xem là thực phẩm tốt dùng để ức chế sự phát triển của các khối u. Những bệnh nhân ung thư đang điều trị nên ăn quả sung nhiều hơn. 2. Quả chuối. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, chuối có chứa các chất aflatoxin B1 có tác dụng ức chế và giảm thiểu chất gây ung thư. Theo kết quả nghiên cứu trên động vật thí nghiệm cho thấy rằng, nếu thiếu hụt magie, cơ thể sẽ thiếu khả năng loại bỏ các tế bào ung thư, khiến cơ thể rất dễ suy nhược và bị bệnh tấn công. Vì vậy, chất magie, kali có trong chuối có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Bệnh nhân ung thư đại trực tràng nên ăn nhiều chuối để cải thiện tình trạng bệnh sau xạ trị. Khi cơ thể bị nhiệt, khô miệng, rát họng, táo bón hay phân khô. 3. Quả nho. Nho chứa resveratrol có thể ngăn chặn các tế bào ung thư bình thường, đồng thời có khả năng làm ức chế sự khuếch tán tế bào ác tính. Theo nghiên cứu Đông y Trung Quốc, nho có các thành phần ích khí bổ huyết, giảm các triệu chứng lo lắng, phiền muộn, có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ hoạt động của dạ dày. Loại nho có vị chua ngọt. Không nên chọn loại nho chỉ có vị ngọt mà thiếu vị chua, rất phù hợp cho các bệnh nhân ung thư đang trải qua xạ trị và phẫu thuật. Bạn có thể ăn nho thường xuyên mà không ảnh hưởng đến quá trình điều trị. 4. Quả dâu tây. Dâu tây chứa các thành phần axit elagic có thể bảo vệ cơ thể tránh các tổn thương bởi các chất gây ung thư, có tác dụng chống ung thư khá hiệu quả. Ngoài ra, dâu tây còn chứa hàm lượng nước cao, có tác dụng giải khát, giảm bớt tác hại của bệnh ung thư đối với cơ thể. 5. Quả kiwi. Trong 100g trái cây kiwi có chứa đến 150mg vitamin C. Đây cũng là trái cây có lượng vitamin C cao nhất bảng xếp hạng. Nó là quán quân chứa vitamin C của tự nhiên. Kiwi có tác dụng làm hàng rào bảo vệ các tế bào mô, loại bỏ chất gây ung thư trong thức ăn, đồng thời đóng vai trò quan trọng giúp kéo dài sự sống ở những bệnh nhân bị ung thư. Đặc biệt, thích hợp cho bệnh nhân ung thư vú, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, bệnh nhân ung thư bàng quang sau xạ trị. Những bệnh nhân ung thư vòm họng hay ung thư phổi, ung thư thanh quản có phản ứng phụ khi xạ trị, có thể ăn kiwi để giảm các triệu chứng khó chịu sau phẫu thuật và xạ trị. Vâng, vừa rồi là những loại trái cây sẽ hỗ trợ bạn cực kỳ tốt trong quá trình đang điều trị ung thư và sau khi đã điều trị ung thư. Hy vọng rằng quý vị có thể áp dụng những loại trái cây này với người đang mắc bệnh. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.